Bởi vậy nhiều bà con thường nói đó, thằng đứng nó sẽ ăn thằng nằm, dù cho cái vàng lúa nó có khủng như thế nào. Đây là cái vàng lúa bên cạnh nè bà con. Thằng nằm nó sẽ rất là nhiều cái việc mà ở trong đó. Đó, giống như là bị lên mọng nè, tét vỏ chấu nè, và cái lượng lá ủ nhiều nữa, nó ẩm hơn nữa. Bởi đó khi mà mình cắt á, nó sẽ ra gơm rất là nhiều, thất thoát năng suất rất là nhiều nha bà con. Còn đó bà con xem nè, đối với thằng đứng, ở thằng đứng đó mình không có sợ gì trơn bà con. Khi mà cái lá lúa của mình nó giữ bộ lá đồng, khi mà mình thu hoạch đó cũng rất là dễ bà con. Nhưng mà khi mà nắng đủ nắng, cái cây lúa của mình sẽ chỗ nhanh chỗ thoát hơn là đối với cái điều kiện là trời mưa, đó vụ hè thu này nè bà con. Mà cái vàng lúa của mình lỡ mà nó nhóng quá cao dư lá thì thường đối với vụ hè thu này mình thấy sẽ chỗ trễ hơn là tầm khoảng có khi là 4 đến 5 ngày luôn bà con. Mình đi mình quan sát vậy đó. Nên là đối với cái vụ hè thu này nè, bà con cần cân nhắc là cái lượng giống, cái lượng phân bón nha bà con. Cứ bón ở mức độ là cho cái vàng lúa nó ngà ngà thôi, đừng có xanh quá, đừng có phóng cái vàng nó lúa nó cao quá, nó sẽ gây ra cái hiện tượng là chỗ trễ, chỗ chậm hơn là những cái vàng lúa mà còi còi bà con thường thấy đó. Nó còi còi nó ngà ngà vậy đó, mà giai đoạn mà đón đồng đó, mình thêm nó nặng nặng tay một xíu, nó vẫn chỗ nhanh nha bà con. Là phóng chế cái lượng dinh dưỡng đó bà con. Tức là bón đều đều đều, chứ đừng có cái hình thức mà bón nặng đầu nhẹ đuôi. Ở cái vụ hè thu này rất là nguy hiểm nha bà con. Rồi thêm một cái vấn đề nữa mình nói á, là cái việc mà rước hạt ở cái vụ hè thu này rất là nguy hiểm. Những cái vàng lúa mà xanh lá luôn, bà con cũng thường rước hạt luôn. Cái vụ hè thu này thì mình khuyến cáo là khỏi rước hạt, không rước hạt, mà mình thay thế vào đó đó, phun qua lá nha bà con, các cái loại điều hòa sinh trưởng á. Thứ nhất là mình làm sao để mà bón phân vừa phải thôi, cái vàng lúa của mình nó phù hợp, cái lá lúa của mình nó phù hợp thôi, đừng có quá dài, cái vàng lúa vừa thôi. Rồi mình kết hợp là xài kẽm ở giai đoạn mà lúa làm đồng á. Thường bà con mình xịt là giai đoạn 50-55 ngày đó. Có sâu thì cộng sâu, có lem lấp hạt thì cộng ở giai đoạn nó vô luôn, để mà cho nó sạch bệnh trước đi. Rồi giai đoạn lẹt xẹt á, là xịt một cữ nữa, là cộng kẽm, kèm kẽm vô ở giai đoạn đó nha bà con. Để cho giúp cái cây lúa của mình á, nó cứng thân, đứng lá, nó giúp cái quá trình quang hợp diễn ra tốt hơn nữa bà con. Mình kèm một cữ nữa để cho cái quá trình quang hợp nó tối đa luôn, cái cây lúa của mình nó vô gạo nhanh, nó chỗ thoát, chỗ đều trên ruộng. Để hạn chế cái việc cái vụ hè thu này nè, thì thường á, một số bà con lấy thuốc ở bên công ty Afarm á, trễ rồi, tới giai đoạn lẹt xẹt á, mới bắt đầu xịt. Nhưng mà cũng tùy cái vàng lúa nha bà con. Cái vàng lúa giống như mình nói đó, dư lá, nhóng thân, tức là vàng lúa cao á, thì bắt buộc nó phải chỗ chậm hơn. Tại vì nó tích lũy dinh dưỡng, nó tích lũy lâu hơn. Một phần á, là nó nuôi ở cái lá trước, nó chuyển sang cái giai đoạn sinh sản chậm hơn ở giai đoạn nuôi đồng của bà con. Thường nó sẽ chỗ chậm hơn vài ngày nha bà con. Chủ yếu là xài kẽm để cho cái cây của mình nó quang hợp tốt hơn, cứng lá, dày lá, để hạn chế cái nguy hiểm của cái vi khuẩn và đạo ôn ở giai đoạn mà lúa làm đồng đến chỗ bà con, đến thu hoạch luôn, để giữ bộ lá đồng. Thì từ đó đó, khi mà giữ được bộ lá đồng, cây lúa của mình đó, nó chỗ xong một cái là bắt đầu là nó vô gạo liền, nó vô gạo ngay tức khắc luôn. Đó, để có khi giống như lý trước mình có nói đó, để thương lượng với lái. Thí dụ 100 ngày của E18 đúng không? Mình có thể thương lượng là 98 thôi. Khi mà vàng lúa mình nó vô gạo chắc địch hết rồi, lỡ rớt không có sợ. Còn cái nguy hiểm của cái rước hạt đối với mùa hè thu này nè, khi bà con rước hạt á, nếu mà dư đạm hoặc là bà con xịt ở cái giai đoạn lúa đỏ đuôi, thường là bà con rước hạt ở giai đoạn lúa đỏ đuôi đó, rất là nguy hiểm. Thứ nhất, tét vỏ chấu, tét luôn cái hạt lúa luôn bà con. Bởi vì mưa nè, nung nước hoài hà, mà bà con thêm dinh dưỡng cho nó nữa, là bắt đầu nó dư cái vỏ chấu á, cái vỏ chấu của nó mỏng. Và khi mà bà con cái vàng lúa nó ngã hơi sớm đi, nó ngã trước đó tầm khoảng 5 ngày 10 ngày vậy đó. Đó, cái mưa dập liên tục rất là dễ bị lên mọng nha bà con, rất là dễ xảy ra cái tình trạng là lúa của mình bị lên mọng. Và đây bà con xem nha, cái tình trạng lên mọng khi mà lúa của mình sập,
Bởi vì khi mà sạp xuống á, nước mưa nè, cái độ ẩm rất là cao, thì cái cây lúa của mình nó phải duy trì nội giống thôi, bắt buộc nó phải lên mọng nha bà con. Cái đó là một cái đặc điểm tự nhiên. Thì làm sao á để mà cây lúa của mình nó chỗ nhanh chỗ thoát, sử dụng kẽm để cho cái cây lúa của mình nó quang hợp tốt, cứng cây cứng lá. Và bên cạnh đó nữa, bà con mình phải bón phân hợp lý. Mình khuyến cáo là không gước hạt và cái dây, và mình chỉ phun xịt để thúc đẩy vô gạo ở cái giai đoạn lúa chỗ đều và lúa công trái me nha bà con. Cái vụ này nếu mà mọi người mà xịt ở cửa đó đuôi rất là nguy hiểm. Mưa nó dập 2-3 trận, cởi cây lúa của mình nó no nước, nó sẽ gây ra cái hiện tượng là tét vỏ chấu và lên mọng. Nếu mà cây lúa của mình nó sập nha bà con, nó bị đổ ngã. Bà con xem cái vỏ chấu nè, thấy chưa, nó no nước, nó trương nước luôn. Bà con thường á, những cái hạt mà bị tét ra bà con bóp thử, nó rất là mềm, bởi vì nó giữ nước ở trong đây nè, và nó cũng rất là dễ bị lên mọng nha bà con. Nên là mình đi mình khuyến cáo á, là bà con làm sao mà thúc đẩy ở cái cử mà chỗ đều và cái cử lúa công trái me á, là lúc đó đó lúa mình nó vô gạo chắc nịch hết rồi. Ở cái giai đoạn lúa đỏ đuôi á, mình không cần gước hạt và cũng không cần là xịt ở cái giai đoạn lúa đỏ đuôi nha bà con. Nếu mà ở vàng lúa của mình á, nó đã xanh cứng lá đứng lá hết rồi, nó vô gạo chắc nịch hết rồi, thì không cần xịt ở giai đoạn đó. Thì nhiều bà con á, cứ nói là xịt vô để cho nó nặng ký, bởi vì nó giữ nước mà bà con, để cho nó nặng ký, đặc biệt là G3 nữa. Nếu mà bà con xài thuốc viên, cái G30 á, nó rất là dễ bị tét vỏ chấu, và nhiều bà con kinh nghiệm cũng cho biết cái điều đó đó. Nó giữ nước ở trong đây nè, nó bà con bóp vô nè, nó mềm xèo à, nó nước nó chảy ra luôn á bà con, nó gây ra cái hiện tượng tét vỏ chấu hoặc là lên mọng. Thì cái mục đích xài kẽm là làm sao để cho cây lúa của mình nó tăng quang hợp. Cái mục đích xài kẽm để làm sao cho cây lúa của mình nó tăng quang hợp, nó quang hợp tốt nha bà con. Thì khi mà nó thụ phấn, nếu mà bà con xài ở cái giai đoạn mà lúa, nếu mà cái vàng lúa của mình nó vừa phải, nó không có nhóng thân nha, bà con xài ở cái giai đoạn mà lúa làm đồng á, cái cây lúa của mình á, nó chỗ rất là lẹ. Còn đối với cái vàng lúa cao thì mặc định của nó rồi, bởi vì nó cao hơn, nó cái thời gian sinh trưởng, cái thời gian mà chuyển sang sinh sản của nó trễ hơn người ta tới mấy ngày, thì bắt buộc nó phải chỗ trễ nha bà con. Nhưng mà khi mà nó chỗ xong á, là nó vô gạo liên tục, nó vô gạo liền luôn, nó vô là gạo cực kỳ nhanh. Nếu mà bà con sử dụng ở giai đoạn lúa lạc xẹt á, thì đến giai đoạn công trái me, mình sẽ kiểm tra coi cái hạt gạo của mình nó vô được 80, cái bông lúa của mình á, nó vô được 80% hay chưa. Nếu mà 80% rồi, mình sẽ kèm vào cái việc mà thúc gạo, sử dụng kẽm ở cái giai đoạn đó để cho nó tăng quang hợp tối đa luôn, nó sẽ vô gạo 100% ở giai đoạn đó. Và khi đó đó bà con, tới giai đoạn lúa đỏ đuôi đó, mình không cần xịt ở giai đoạn đó nữa, cây lúa mình vẫn đảm bảo giữ bộ lá đồng xanh, cái hạt gạo vào gạo no đầy cho bà con. Giống như mình nói đó, lúa nặng ký hay không là nhìn bộ lá đồng là biết nha bà con. Cái bộ lá đồng còn xanh, giữ bộ lá đồng, thì lúc đó đó cái vàng lúa tự nhiên nó nặng ký ha bà con. Mở một số quan điểm, một số cái ý kiến mình nói trong clip này, tức là có nên bón gước hạt ở cái vụ hè thu này hay không, và có nên xịt ở cử lúa đỏ đuôi hay là không, và cái cách nào để cho không cần gước hạt ở cái giai đoạn lúa đỏ đuôi và không cần xịt ở cái giai đoạn lúa đỏ đuôi, mà cái hạt gạo mình vẫn vào gạo chắc khỏe, thì mình giống như mình nói sẽ xài kẽm để thúc đẩy quang hợp ở cái cây lúa mình đang làm đồng, sẽ xài kẽm 700 sẽ thúc đẩy cái cây lúa mình quang hợp cực kỳ tốt ở giai đoạn lúa làm đồng, giai đoạn lúa lạc xẹt và cái giai đoạn lúa công trái me. Mình có thể kèm ở giai đoạn lúa chỗ đều hoặc là công trái me, tức là phun xịt qua lá để thúc đẩy. Nếu mà cây nó thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ gây cái hiện tượng lép cậy nữa, gây ra cái hiện tượng lép nữa, thì mình sẽ thúc đẩy cung cấp một phần dinh dưỡng thông qua qua lá. Mình kết hợp là xài cái Gabacito đó bà con, ở cái giai đoạn một là lúa chỗ đều hay là giai đoạn công trái me, đặc biệt là không xịt ở giai đoạn lúa đỏ đuôi ở cái mùa hè thu này, rất là dễ gây ra cái hiện tượng là lên mọng và cái hiện tượng là tét vỏ chấu nha bà con. Một số lưu ý vậy đó, bà con có thể tham khảo thêm. Và mọi ý kiến đóng góp á, khi mà bà con gặp tình trạng này nè, bà con cứ bình luận ở bên dưới video nha. Bởi vì á, cái kiến thức đối với làm nông này nè là vô tận bà con. Ở cái thời điểm này nó như vậy là đúng, ở cái thời điểm kia nó như vậy là không đúng. Và mỗi cái khu vực, mỗi cái điều kiện địa lý,
và mỗi cách thức làm sẽ có rất là nhiều cái hay riêng mà mình rất cần bà con góp ý để mà trao dồi thêm kiến thức cho bản thân. Mình lúc nào cũng mong muốn là học hỏi và không muốn ai nói là thằng Lưng là nhất hay là thằng Lưng cái gì cũng biết. Mình không biết hết đâu bà con, không có nhiều kinh nghiệm bằng bà con của mình đâu. Bà con của mình canh tác trên chính cái mảnh lúa của mình, kinh doanh trên cái nền đất của mình mấy chục năm, có những cô chú mình tiếp xúc làm trên cái mảnh đất của mình mấy chục năm, nuôi con ăn học, tạo ra kinh tế nuôi cả gia đình, thì mình đáng học hỏi những cái chú, những cái bác, những cái anh đó đi trước mình. Còn đóng góp ý kiến là thêm phụ vô và cứ trao dồi, cứ học hỏi đó. Nên là bà con cứ bình luận, cứ chia sẻ quan điểm của mình về cái vấn đề là gước hạt và xịt đỏ đuôi ở cái vụ hè thu này nha. Và cái kết hợp với đó là cái việc mà lúa chỗ nhanh và lúa chỗ chậm, đối với cái dàn lúa mà phù hợp, cái dàn lúa còi còi đó, và cái dàn lúa mà dư phân, cái dàn lúa dư phân làm cho dư lá, và cái dàn lúa nhóm cao nha bà con. Đó, một số quan điểm bà con cứ bình luận trong video nha, cứ thoải mái bà con, để cho nhiều bà con khác á, có thể là khắc phục, để bà con khác á, có thể là nhìn thấy được, để mà không để gây tình trạng là lúa của mình nó bị lên mọng và lúa của mình nó bị tét vỏ chấu nha bà con, làm thiệt hại năng suất rất là nhiều nha. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều.